lấy giấy bên kia kìa. Đây, đây, đây. Chùa Thái đây con. Nè, tao bắt cùng đây. Tao bắt rồi. Chùa Thái dơ, dơ cùng em. Ừ, rồi. Chùa dơ nát rồi. Ừ, đúng rồi, tao bỏ thùng rác. Tao bếp lên chưa? Thuận đây nè. Ok, Thuận đây. Dạ. Cô hỏi hai con hấp luôn phải không? Ờ, hai con hấp. Canh chua. Anh sẽ rõ là chứ. Đủ không? Vậy cổ vậy anh vậy? Sao trời xanh mà nước bộ này là bây giờ ống của vậy là cái nước xanh không phải không mà nước nó sạch nữa ta tới ta đi đò ra mình không xong ta đi đò ra đò vậy thôi phải có chứ anh đò hả à. Nhớ đi Hồng Môn là mình đi đò mà không đi đò qua ngày hôm sau mình đi Hồng Môn không mình đi đò nữa. Ủa thôi chờ thả lâu cái điểm của nhau mình đi đến nữa đâu Hồng Môn sâu đá đi về đăng kiểm. Ủa, cái này đẹp quá, không ai cho em mũi chụp hình vậy? Con chó đá, một trời. Đúng, đúng. Giữa như vậy là gì à? Tắm hả? Cái bè ở trước mặt mình đây, ngoài đó, cua làm trời, Hà Long. Trời, ở trên này họ bán con đồ hải sản, Hà Long, tôm, cua, cá, ghẹ, rất là đầy đủ. Rồi, trước thì mình ra, thì mình cùng đứng thêm một ngày. Đứng đây hả? Ngồi đây hả? Lông đau. À, anh ơi chị, trong này nó anh ơi, mình bây giờ mình đi qua đây là vào một cái gọi là cái làng trài, họ chuyên buôn lùi. Phải là chỉ có hai con, ba con. Rồi. Đông. Đừng trộn đụng nha, rất nước á. Trái giấy gì được cô? Thuận đây, Thuận đây. Con coi chừng luôn. Dừng luôn kìa. Thuận ơi, Thuận coi chừng luôn đó Thuận ơi. Bây giờ cứ lan nha, đùng vô cái là văng xuống dưới á. Đó, thấy chưa? Nó đùng một cái là văng xuống dưới đó. Trẻ em chứ. Văng vô đi. Ba con nhảy qua thuyền khác làm sao con nhảy được mà muốn đi muốn bắt nhân đến đâu không được nhảy qua không có được trời ơi bắt nhân không biết con tính đó nha. Mình bỏ ra đó vâng không? Nó không chạm một cái cành đấy là được. Con thì tầm 6 làng rồi, 7 làng con. Con to, con nhỏ, mình lấy con to. Anh lấy con bé nha, nó ít đông người thì chọn con. Chẳng được khoảng 10 làng. Nhỏ đấy, cũng được. Ít chẳng là khoảng 10 làng. Ít nhất tầm khoảng 3 làng. 3 làng là 1 con hả? 3 con khoảng 1 con đấy.
con. Đấy, con bé nhất là ba lạng. Bỏ gì không ấy. Nhiều. Nó bự hơn con này nhiều. Sao giật đâu so sánh được. Nhưng mà lại vô.